Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chiếc Honda Airblade 125 phân khối sản xuất năm 2022. Nhưng mà theo tài liệu của Honda ấy, thì các bạn ạ, thì những cái phiên bản này nó lại là phiên bản 2023. Thì mình cũng xin phép các bạn ạ, ở trong video này mình được gọi nó là cái phiên bản 2023 cho nó dễ phân biệt nhé các bạn nhé. Thì cái phiên bản mới này ấy, nó mới ra mắt vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 các bạn ạ. Thì mình đã làm một cái video nói về những cái sự khác nhau giữa phiên bản 2023 này với phiên bản 2022. Bạn nào quan tâm thì mình để đường link ở phần mô tả nhé, các bạn có thể click vào đấy để xem. Thì còn ở video này thì mình xin chia sẻ với các bạn là cái giá bán của cái dòng Airblade 2023 này sau một tháng ra mắt, và những cái phiên bản của những cái phiên bản cũng như là màu sắc của cái dòng 125 phân khối này nhé. Airblade 125 phân khối thì chỉ có 3 màu sắc thôi các bạn ạ. Màu trước mặt các bạn là màu đen vàng, thì đây nó gọi là phiên bản đặc biệt các bạn. Còn lại thì phiên bản tiêu chuẩn chỉ có 2 màu sắc là màu xanh đen như thế này các bạn ạ, và một màu đỏ đen như thế này các bạn ạ. Thì cái xe này nó ở trên bục thì mình không hạ xuống được, thì mình cứ quay luôn cho các bạn xem nhé. Đây, cái màu đỏ đen nó như này, thì toàn bộ sơn của nó là sơn bóng các bạn ạ. Thì cái giá bán của nó ở thời điểm hiện tại ấy, các bạn ạ, thì cái phiên bản tiêu chuẩn nha của màu đỏ này và màu xanh kia ấy thì nó là khoảng độ 47 triệu nhé các bạn nhé. Còn phiên bản màu đen này này, phiên bản đặc biệt ấy, thì là nó rơi vào khoảng độ 52 triệu các bạn. Cái giá mình báo cho các bạn ấy là chưa bao gồm tiền biển, tiền đăng ký nhé. Đấy, thì các bạn có thể, nếu bạn nào theo dõi video của mình ấy, thì lúc mà nó mới ra mắt cách đây một tháng ấy, thì giá của thằng này ấy, nó khoảng độ 53 triệu, còn thằng phiên bản tiêu chuẩn này này nó khoảng độ 50 triệu. Thì các bạn thấy sau một tháng thì nó đã, giá nó đã hạ nhiệt hơn rồi, chỉ hạ nhiệt một chút thôi các bạn, chứ thực tế thì so với giá bán đề xuất nó còn cao hơn rất nhiều. Cụ thể là những phiên bản tiêu chuẩn như màu xanh và màu đỏ kia thì giá bán đề xuất ở trên trang chủ của Honda ấy, nó rơi vào khoảng độ hơn 42 triệu một tí thôi, còn phiên bản đặc biệt này ấy, thì nó chỉ là hơn 43 triệu. Vậy thì phiên bản tiêu chuẩn này, hay nói chính xác là màu xanh và màu đen này, nó khác nhau ở cái gì mà tự dưng nó lại đẩy giá cao như thế? Cụ thể là phiên bản này là 52 triệu, còn cái phiên bản màu xanh này thì này là 47 triệu các bạn. Mình xin nói qua một chút về những cái thông số cho những bạn nào chưa biết về phiên bản 2022 so với phiên bản 2023 nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn cái phiên bản 2023 này, cái form của nó ấy thì so với phiên bản 2022 nó không khác nhau là mấy. Nó không khác nhau nhiều các bạn. Các bạn nhìn thoáng qua thì các bạn sẽ không phân biệt được các bạn. Nhưng cái thông số cụ thể của nó ấy thì nó rất là đáng chú ý. Ví dụ như đầu tiên mình để là sự nâng cấp về mặt động cơ các bạn ạ. Động cơ của nó đã được nâng cấp lên động cơ EB cộng các bạn ạ. Cho bạn nào chưa biết thì động cơ EB cộng được Honda tối ưu hơn rất là nhiều. Ví dụ như mình nói nôm na, động cơ EB thường chỉ có 2 van hút, 1 van hút và 1 van xả các bạn ạ. Nhưng EB cộng là nó 4 van thôi các bạn ạ. 2 van hút và 2 van xả, nó được tối ưu rất nhiều các bạn. Honda nó quảng cáo là tăng tốc vượt trội rồi mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu vân vân các bạn, quá trời luôn. Cái thứ hai nhé các bạn nhé, là nó nâng cấp một chút về hệ thống ổ khóa các bạn ạ. Ổ khóa thì đã được nâng cấp lên ổ khóa hệ thống A3.0. Thì cho bạn nào mà đã biết rồi thì nó giống như kiểu ổ khóa của SH và Vision hay là Leaf đời mới các bạn ạ. Thay vì là chúng ta ấn vào nút đè để chúng ta kết nối thì bây giờ chúng ta sẽ ấn thẳng ổ khóa nhé các bạn. Đấy các bạn ạ, và nó sẽ có đèn ổ khóa ở đây. Đấy, đây một chùm chìa khóa của nó như này. Thì các bạn nhìn cái form chìa khóa nó đã khác so với đời trước rồi các bạn nhé. Đây vẫn đầy đủ là phím chìa khóa để mà chúng ta mở xe, và phím ở trên này là phím chống trộm và phím kìm xe các bạn ạ. Đây, và hệ thống cảnh báo chống trộm đây. Đèn ở trên này sẽ nhấp nháy, và có ai đó mà động vào xe của các bạn thì nó sẽ kêu lên. Đây mình ví dụ mình quay tay lái nhá. Đấy, mình mới vỗ nhẹ vào thôi là nó đã kêu rồi. Có kêu lên và đèn xi nhan chớp nhá các bạn nhá. Đấy, chúng ta ấn vào đây tắt tạm thời. Đấy, vẫn tìm xe bình thường các bạn. Đây, vẫn tìm xe bình thường. Đấy. Đó là hệ thống khóa smart key nhé các bạn nhé. Ở trong cốp ấy thì đã được nâng cấp nên có thêm một cái cổng sạc USB ở đây các bạn nhé. Đây, nó sẽ có cổng sạc USB ở đây. Đây là đèn để chúng ta soi ở trong cốp này khi chúng ta lấy đồ nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn ở đây nó sẽ có cổng sạc USB ở đây này. Đấy, thì cái đời trước ấy, đời 22 nó sẽ không có đâu nhé các bạn nhé. Đó. Một số những cái thay đổi nhỏ khác như chỗ để chân này nó đã được làm khác một chút này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chỗ này nó đã không có con ốc bắt ở đây rồi. Cái con ốc mà để bắt cái lượn ấy, cái giá ở đây này các bạn này, thì nó đã bỏ đi, cái chỗ để chân này nó bỏ đi. Ở bên này nó sẽ có một cái ô vuông nhỏ để chúng ta tháo ra để chúng ta tháo lắp buji. Đấy, cái khi mà động cơ mới thì cái lọc gió nó sẽ mới hơn. Đấy, cái bầu lọc gió này sẽ khác các bạn ạ. Còn về phần bửu côn thì vẫn thế nhé các bạn nhé. Ở phần đằng sau này ấy, thì cái phần đuôi này, phần đuôi chắn bùn đằng sau cũng được làm khác một chút, thon hơn, và cũng nhiều góc giảm sóc này thì cũng hơi khác một chút thôi các bạn nhé. Đây, cái ốp bô này cũng khác này các bạn này. Đây các bạn nhìn cái bô này nó cũng làm dẹp hơn một chút, làm ôm sát vào cái phần thân xe hơn. Cái bô này làm nó bẹp bẹp hơn chứ nó không tròn như cái đời 2022 nhé các bạn nhé. Đây, cái ốp cái két nước tản nhiệt nó cũng làm hơi khác một chút. Nó chỉ khác một chút về kiểu dáng thôi các bạn, chứ nó không khác biệt nhiều. Về mặt khung ấy các bạn ạ, khung ở bên trong cũng được gia cố thêm, ở phần khung này cũng được gia cố thêm ở phần chỗ bình xăng này này các bạn này. Đấy, thì ở video trước ấy thì mình đã tháo toàn bộ cái phần nhựa ra, và mình cũng hướng dẫn một số bạn là tháo nhựa của cái phiên bản 2023 rồi. Thì bạn nào quan tâm thì có thể xem, mình để đường link ở phần mô tả nhé.
một số những cái thay đổi khác về kỹ thuật ở bên trong nữa, ví dụ như họng ga này hay là về phần điện ấy, thì những cái đấy nó nhỏ với cả nó cũng lười tháo ra các bạn ạ. Mình chỉ nói qua cho các bạn biết thôi nhé. Đây các bạn xem cốp của nó cũng rất là rộng các bạn ạ. Đây cốp rất là rộng, thì nhựa ở trong đời hai, ở đây là cái miếng ngăn cốp nhé các bạn nhé, cái miếng ngăn cốp đây các bạn có thể rút nó ra để cho cốp nó rộng hơn, hoặc là các bạn cắm cái miếng ngăn này vào để các bạn ngăn làm hai phần cốp như thế này. Thì ở cái đời trước ấy thì nó sẽ có thêm một cái kẹp ở đây để các bạn tháo ra cái ngăn cốp ở dưới này, các bạn sẽ ấn nó xuống nha. Còn bây giờ thì cái đời 2023 này nó đã bỏ đi rồi nhé các bạn nhé. Bình ắc quy của nó sẽ chuyển ra phần cốp này các bạn ạ, thay vì là để ở phần mặt nạ trước này như cái đời 22. Đây nó sẽ để ở đây, các bạn chỉ việc cậy ở đây ra là các bạn sẽ có thể nhìn thấy cái bình ắc quy ở trong này. Chờ mình một chút. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy bình ắc quy nằm ở đây. Đấy, nếu cho bạn nào mà chẳng may vô tình cái điện ắc quy thì các bạn có thể tháo ra nhé. Đây trên này nó có ít cái đồ theo xe ở đây thôi. Đây ví dụ như cái tẩu tháo buji này. Đó, cái tô vít và cái cà lê. Đó. Còn lại thì vẫn thế các bạn ạ, vẫn là hệ thống mặt đồng hồ điện tử nha các bạn ạ. Đấy mở lên nhìn rất là đẹp. Và tất nhiên là sẽ không có công tắc tắt đèn rồi các bạn ạ. Đây chỗ đổ xăng thì vẫn ở đây các bạn nhé. Đây đổ xăng thì chúng ta sẽ ấn ở phần mở khóa này để chúng ta bật lắp bình xăng ra và chúng ta đổ xăng ở đây. Đó. Đây về phần đằng trước thì nó vẫn như thế các bạn ạ. Đằng trước này sẽ có một dải đèn led ở đây. Đấy để trang trí trông nó đẹp, gọi là dải đèn định vị đấy các bạn. Còn đèn chiếu xa ấy, đèn pha ấy, đèn chiếu sáng thì vẫn là đèn led ở dưới này nhé các bạn nhé, không khác nhau là mấy. Cái lượng tiêu thụ của phiên bản 2023 này thì theo anh nhãn giá năng lượng của nó là 2,26 lít trên 100 km nhé các bạn nhé. Đó hệ thống phanh trước thì vẫn là hệ thống phanh thủy lực nhưng mà chưa được trang bị hệ thống phanh ABS các bạn ạ. Ở phiên bản 125 thì không có hệ thống phanh ABS nhé các bạn nhé. Đây là đèn xi nhan các bạn ạ. Đây, ở đằng sau thì là phanh cơ các bạn ạ, phanh thường đấy hay còn gọi là phanh tăng trống đấy, không có phanh đằng sau đâu. Còn đây là cái cụm đèn hậu phía sau các bạn ạ. Đây mình quay cho các bạn xem nhé. Đây cụm đèn ở phía sau. Đây là cái đèn khi chúng ta mở đèn lên là nó đã sẽ sáng rồi. Đây là đèn xi nhan. Còn khi mà các bạn bóp phanh nó sẽ sáng một cái đèn nữa nhé. Đây để mình bóp phanh cho các bạn xem này. Đấy, đấy, đấy. Đây là gọi là đèn phanh các bạn. Đây các bạn nhìn sang bên cạnh này nhé. Sang bên cạnh này thì cái tem của nó ấy là tem Everlast chữ nổi màu bạc nha các bạn này. Đấy nó có một cái chạy dọc cái tem này theo đây. Đấy và cái phiên bản tiêu chuẩn này này thì nó sẽ có chữ Honda, tem Honda ở đây. Ở đây có chữ AB và 125 phân khối ở đó. Yên thì vẫn thế các bạn ạ. Yên thì vẫn là màu đen và đằng sau sẽ có một chút hoa văn. Tay dắt màu đen, vành sau màu đen, ốp bô màu đen, ốp bường côn cũng màu đen. Đằng trước thì giảm sóc trước và vành trước cũng là màu đen. Đấy các bạn ạ, vẫn là màu đen và màu đen sơn nhám nhé các bạn nhé. Sơn đen sần nhé các bạn nhé. Vậy thì cái phiên bản đặc biệt này nó có khác gì so với cái phiên bản tiêu chuẩn kia mà nó chênh nhau giá cao đến vậy? Thực ra ấy, nó chả khác cái gì các bạn ạ, khác mỗi cái màu sơn thôi, còn về công nghệ, động cơ, khung gầm vân vân, các cái thông số kỹ thuật chả khác gì nhau cả, khác mỗi cái màu sơn thôi. Cái giá mà đề xuất ở trên nhà máy thì nó cũng chỉ chênh nhau giữa phiên bản tiêu chuẩn này này và phiên bản đặc biệt này, chỉ chênh nhau khoảng độ 1 triệu, hơn 1 triệu một tí thôi. Nhưng mà cái giá bán thực tế ở ngoài đại lý thì là nó đẩy lên cao quá các bạn. Ví dụ như chênh lệch nhau đang phiên bản tiêu chuẩn thì là 47 triệu, phiên bản này tận 52 triệu các bạn ạ. Chênh nhau mấy triệu lận thì nó chả khác cái gì đâu các bạn, nó chỉ khác mỗi màu sơn thôi. Đây là màu sơn nhám, màu sơn sần đấy các bạn ạ. Còn đây là màu sơn bóng các bạn ạ. Những cái chi tiết mà sơn màu như này này thì ở phiên bản tiêu chuẩn nó là sơn bóng, còn ở bên phiên bản đặc biệt này nó là sơn nhám nhá các bạn nhá. Còn nó chả khác cái gì các bạn. Đây ở phần ốp đầy nó vẫn là màu đen, mặt nạ vẫn là màu đen bóng, vẫn chữ tem Honda nổi như này. Chả khác cái gì. Đấy, vẫn hệ thống cảnh báo chống trộm như thế. Đây tí nữa mình sẽ nói qua. Nhãn tiêu thụ năng lượng như thế nhá, chẳng khác cái gì luôn này. Để mình mở đèn cho các bạn xem. Này, đèn xi nhan, đèn chiếu sáng rồi đèn trang trí y hệt như thế, không khác cái gì. Vành trước vẫn là sơn nhám, giảm sóc trước sơn nhám này. Vẫn là hệ thống phanh thường nhá, không có cái hệ thống phanh ABS gì nhá. Tem thì ở đây thêm mỗi chữ AB ở đây. Ở đây có chữ Honda, nó bỏ chữ 125 đi rồi các bạn ạ. Đấy, phần đẻ chân cũng thế, không khác một cái gì, đổ xăng ở đây. Đấy, mặt đồng hồ điện tử vẫn thế nhé. Đây, mặt đồng hồ điện tử vẫn thế, mình mở lên cho các bạn xem này. Đấy, chìa khóa vẫn vậy, không khác một cái gì. Đấy, không khác gì chức năng. Cái này đang đặt bọc trong túi bóng, mình chẳng muốn bóc ra các bạn. Đây, vẫn hệ thống cảnh báo chống trộm bình thường. Khi vừa rồi mình động thì nó kêu ấy. Đấy, vẫn đèn báo bình thường nhé các bạn nhé. Đây, phía sau này. Phía sau vẫn thế, vẫn là động cơ E bình thường, không khác cái gì cả. Oppo vẫn màu sơn nhám, giảm sóc sau vẫn thế, vành sau vẫn thế, vẫn là phanh tăng trống, vẫn là phanh cơ bình thường. Khác mỗi cái màu sơn và cái tem này nó có chữ vàng đồng. Vẫn chữ Everlast màu vàng đồng ở đây cũng là tem đổi. Còn đâu yên này, tay dắt này, hai phần đèn phía sau, tất cả đều y hệt cả, không khác cái gì. Đây, quay cho này. Oppo rồi công nghệ làm mát bằng dung dịch này, y hệt. Đấy, tem thì có thêm chữ Black Edition ở đây thôi. Đây mình bảo không cho các bạn xem nhé. Đây, nó chả khác cái gì cả. Vẫn là đây trong này là bình ắc quy. Đây là cái gương. Đây cốp như thế này.
Đây là chỗ để chúng ta có cái cọc sạc ở đây đó, không khác cái gì luôn các bạn, chẳng khác cái gì khác, mỗi cái màu sơn, một cái là sơn bóng, một cái là sơn nhám các bạn ạ. Đây chỗ đổ xăng thì ở đây đó, vẫn thế chẳng khác cái gì các bạn. Đây chỗ này là chỗ để chân sau. Còn đây sau mình cho quay con phiên bản màu đỏ đấy các bạn ạ. Màu đỏ thì nó là phiên bản tiêu chuẩn thôi, chẳng khác cái gì luôn, cũng y hệt như thế các bạn ạ, cũng là màu sơn bóng này. Màu đỏ là phiên bản tiêu chuẩn nhé, thì nó là màu sơn bóng đấy, không khác một cái gì so với phiên bản đặc biệt cả. Phiên bản đặc biệt thì mình thấy nó chỉ có hơn mỗi cái màu sơn thôi, nó chả hơn cái gì khác so với phiên bản tiêu chuẩn cả. Chẳng qua là cứ cái dòng xe nào nó hiếm nó bán chạy thì các ông cứ đẩy giá lên vớ vẩn này. Đây con này thì nó sát mấy cái tường quá, đâm ra mình không quay cái mặt phía kia được các bạn ạ. Nhưng đại loại thì nó cái tất cả mọi thứ nó giống hệt các cái phiên bản còn lại, nó chỉ khác mỗi cái màu sắc thôi các bạn nhé. Chiều cao yên của Everest 125 phiên bản 2023 này là 775 mm nha các bạn nhé. Nếu như bạn nào quan tâm đến dòng xe Everest phiên bản 2023 này và cũng như có ý định muốn mua nó thì mình vẫn khuyên các bạn đến đại lý gần nhất, các bạn ngồi thử, sờ thử và các bạn nhìn bằng mắt thật của các bạn thì nó sẽ thực tế hơn là các bạn nhìn qua cái video, cái camera của mình các bạn nhé. Bạn nào có thêm thông tin về những dòng Everest mới nhất này thì nhớ chia sẻ cho mọi người biết bằng cách để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.